Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Na Stories. Trong video ngày hôm nay á, thì mình sẽ không có bàn về học thuật nữa, mà mình sẽ đi vào một cái khía cạnh đó là về cái cách thức làm việc của BA. Và trong cái quá trình mà mình làm việc và mình giao tiếp với khách hàng hay là với team của mình á, thì mình sẽ có thể mắc phải một số cái lỗi nào đó. Na nghĩ là video này không chỉ hữu ích cho các bạn mới bước chân vào nghề BA, mà thậm chí là những bạn đã làm BA một thời gian rồi, thì mình cũng sẽ nhìn lại xem mình có đang mắc những cái lỗi này hay không. Bởi vì thông thường đó là không có dễ để tự nhận ra được những lỗi của bản thân mình đâu, chỉ dễ để nhìn thấy lỗi của người khác thôi. Cho nên là Na hy vọng video ngày hôm nay sẽ hữu ích cho các bạn ha. Còn bây giờ thì mình vào nội dung chính của video thôi. Let's go! Có cái chỗ mà cái lần trước mình đã làm xong cái luồng thanh toán rồi á, thì hôm nay mình sẽ có một số cái feedback để mình sửa. Cái đầu tiên á, là ngay cái chỗ mà kết thúc cái luồng thanh toán á, ngay cái chỗ màn hình cái chỗ cuối cùng đó phải không? Cái đó hôm bữa mình có thống nhất với nhau á, là cái sprint trước mình chưa có làm, sprint này mình mới bắt đầu làm. À không phải cái đó thì mình biết rồi, mình đã thống nhất với nhau là mình chưa có implement cái khúc đó. Nhưng mà cái mà mình đang muốn nhắc tới ở đây á, là ngay cái trước khi mà nó hiện cái chỗ cái màn hình confirm á, là nó có một cái điểm ngay chỗ đó nó không hợp lý là như vậy nè. À ngay cái chỗ đó em cũng thấy nó bất hợp lý á, là tự nhiên cái trước khi nó hiện cái màn hình confirm thì mình lại không có báo cho người ta biết á, là người ta đã mua tổng số hàng là bao nhiêu, thì cái chỗ đó em cũng có định nói á. Rồi bạn thấy cái hoạt cảnh vừa rồi như thế nào? Có thấy mình ở trong đó không? Thì cái này rất là quen thuộc đúng không? Nó không chỉ là trong cái quá trình mà mình giao tiếp với khách hàng, mà thậm chí là trong những cái cuộc sống đời thường của mình, mình cũng có khá nhiều lần mình bị mắc phải cái lỗi này. Đó là cái lỗi cắt ngang lời của người khác khi người ta đang nói, hoặc là khi người ta chưa nói xong câu của người ta, hay nói một cách dân dã đó là nhảy vào họng người ta ngồi luôn á. Thì nếu mà bạn mắc phải cái lỗi này á, mà trong cái quá trình mình làm việc á, thì nó sẽ gây ra thứ nhất là cái sự khó chịu cho cái người đang nói, và kể cả là khó chịu cho những cái người khác mà họ đang lắng nghe nữa. Bởi vì sao? Có thể bạn là người biết cái câu trả lời, chưa chắc câu trả lời đúng hay sai nha, nhưng mà những người khác biết đâu họ đâu có biết, họ chưa có biết, họ đang lắng nghe, tự nhiên cái mình nhảy vô, mình cắt ngang lời của người kia đang nói, thì khiến cho những người nghe khác người ta hụt hẫng, và khiến cho cái người đang nói họ cũng hụt hẫng. Và bạn thấy trong cái tình huống vừa rồi không? Rõ ràng là cái người khách hàng họ rất là kiên nhẫn, mặc dù là họ bị cắt lời nhưng mà họ vẫn kiên nhẫn để nghe cái người kia nói hết cái câu của họ rồi họ mới trình bày lại. Thì vậy thì tại sao khi mình là một người BA, đáng lẽ ra cái kỹ năng quan trọng của mình đó là phải lắng nghe khách hàng để hiểu ý của họ, thì mình lại đi ngắt lời người khác? Cho nên nếu mà bạn cũng có thỉnh thoảng mắc phải cái lỗi này thì mình nên tập để mà sửa chữa cái lỗi này ha. Mình sẽ luôn luôn cố gắng lắng nghe hết đầy đủ cái ý và hiểu được cái ý của người ta nói, xong rồi mình mới bắt đầu nói. Nếu như mà bạn thuộc cái tiếp người là mình thường xuyên ngắt ngang lời người khác, thì mình nên tập dần dần với bạn bè hay là với gia đình của mình. Đó là khi mà người khác đang nói, cho dù bạn đang rất là muốn nói nhưng mà phải kiềm chế bản thân mình lại. Thử tập như vậy đi. Bạn muốn nói ra một câu nhưng bạn không có nói, bạn kiềm chế lại. Bạn có thể đếm 1, 2, 3 giây sau bạn mới bắt đầu nói. Thì dần dần á, mình sẽ tập được cái thói quen là không có cắt lời người khác, và tạo được cái sự tôn trọng, thể hiện được cái sự tôn trọng của mình đối với cái người đang nói, và cũng khiến cho người ta cảm thấy mình là một người từ tốn, biết lắng nghe và biết thấu hiểu. Chứ cái gì mình cũng nhảy vô nói hết á, thì người ta sẽ đánh giá mình không có tốt và nghĩ là mình không có hiểu vấn đề gì hết trơn mà cứ nhảy vô nói. Chắc gì là cái suy nghĩ của mình đã đúng đâu, đúng không? Hi, how you doing? Hi, I'm good. How about yourself? Good, good. Thank you for making this call. I want to make this very quickly, and this is a little bit urgent because the client is requesting for this, and also it's a complicated request. So I need you to be clear, and then we can implement this one in the next sprint, okay? A few moments later. Alright, that's it. Do you have any questions? No, I'm good. It's clear. Sounds good. Okay. Alright, so let's do it. Thank you. Tình huống này thấy quen không? Đối với Na là quen lắm. Cái hồi mà Na mới bắt đầu làm BA á, mà đặc biệt là trong cái lúc mà tiếng Anh của mình nó còn chưa có tốt á,
Thì mỗi lần mà khách hàng họ nói á, mình giống như là vịt nghe sóng vậy á. Mình nghe mình không có hiểu được hết ý của họ nói. Xong rồi cái mình cũng không biết làm sao để hỏi lại, để mà lấy lại đúng cái ý mà mình muốn họ confirm cho mình nữa. Nên thành ra là có nhiều khi không có dám hỏi lại, cái cứ để nó trôi qua vậy luôn. Hoặc là nếu mà có nhiều người trong meeting á, thì lát nữa họp xong cái đi ra hỏi những người khác là hồi nãy họ nói ý là sao vậy, để cho họ giải thích lại cho mình nghe. Thì nó rất là kỳ cục, đặc biệt là bạn là BA thì bạn là người nắm requirement, mà bây giờ mình lại không có hiểu được cái requirement của khách hàng mà lại không có dám hỏi lại họ nữa, rồi cứ dạ dạ vân vân và cứ bắt team implement theo một cái requirement mà bạn tự giả định ra. Thì như vậy á, nó sẽ khiến thứ nhất là team của mình sẽ tốn thời gian để mà làm ra cái requirement đó mà lại còn làm sai nữa. Rồi thứ hai á, là khách hàng á, họ sẽ không có tin tưởng vào mình và không tin tưởng vào team của mình. Bởi vì á, là khi mà implement ra một cái sai như vậy, và đặc biệt là những cái yêu cầu mà họ đang cần mình làm gấp nữa, thì làm trễ cái tiến độ của họ nữa, nên là họ mất niềm tin. Và cái thứ ba nữa là bạn cũng sẽ bị mất niềm tin của những người trong team của mình luôn. Bởi vì là bạn đưa ra một cái requirement sai, thì lúc đó team họ sẽ đặt cái dấu hỏi là những cái requirement sau này bạn đưa ra liệu nó có còn đúng hay không. Và thêm một cái nữa là bạn cứ thả trôi của mình theo cái dạng là mình không hiểu thì mình cứ để mình không hiểu như vậy á, bạn sẽ không có phát triển được cái kỹ năng gì của mình hết trơn á, và mình sẽ cứ như vậy hoài, mình không có lên được những cái level cao hơn và không có đạt được cái mong muốn của mình ở trong cái con đường nghề nghiệp. Cho nên nếu mà mình đang rơi vào cái tình huống như vậy thì mình cần phải cải thiện một số cái điểm sau đây. Thứ nhất, nếu như mà tiếng Anh của mình đang không có được tốt, đặc biệt là kỹ năng nghe và kỹ năng nói, thì mình cần phải rèn luyện. Thì các bạn có thể xem vào cái video mà nó có hướng dẫn về cách mà cải thiện về kỹ năng tiếng Anh để mà rèn luyện thêm. Đặc biệt là mình cần tập trung vô rèn luyện để mà mình học một số cái câu hỏi lại người ta khi mà mình không có hiểu hoặc là không có nghe rõ người ta đang nói là cái gì, thì mình có thể hỏi lại. Rồi, cái thứ hai nữa là mình tập là nếu như mình nghe được loáng thoáng ý, mình hiểu mang máng thôi, mình chưa có hiểu hết, thì bây giờ mình thay vì mình hỏi lại bắt người ta phải lặp lại toàn bộ cái nội dung, thì mình có thể lặp lại bằng cái cách là mình tóm lại cái hiểu của mình, cái understanding của mình, để mà cho họ confirm xem như vậy là có đúng hay không. Thì trong cái quá trình mà mình tóm tắt lại như vậy á, là nó cũng thể hiện cho khách hàng thấy là à, mình có đang lắng nghe họ, mình có hiểu được cái nội dung của họ, nhưng mà họ có thể thấy là à, còn cái điểm này, điểm kia bạn còn bị thiếu, họ sẽ bổ sung vô, lúc đó mình nghe nó lại dễ hơn. Rồi cái cách thứ ba nữa là nếu như mà mình đang trên cái quá trình để phát triển kỹ năng á, thì trong một số cái ứng dụng mà khi mà mình họp qua call rồi này nọ, thì nó sẽ có một số cái ứng dụng, ví dụ như là Teams, thì nó có cho mình bật cái subtitle á, tức là nó sẽ ghi ra những cái câu mà người khác đang nói ở trên. Nếu như là bạn xem YouTube thì nó có subtitle vậy á, thì mình sẽ đọc được cái đó và mình sẽ nắm được cái ý nó tốt hơn. Rồi thêm nữa là sau khi mà mình họp xong, mà những cái cuộc họp mà đặc biệt là quan trọng á, thì mình có thể là sẽ tóm tắt lại những cái ý chính ở trong đó, mình gửi cái email ngược lại cho họ confirm, để đảm bảo á, là thứ nhất đây là những cái ý mà mình cần sẽ phải làm trong cái thời gian sắp tới. Cái thứ hai nữa, để đảm bảo là mình sẽ không có hiểu sai cái vấn đề, có gì thì họ sẽ confirm ngược lại. Và cái thứ ba là để gọi là chính thức thông báo cho tất cả mọi người một cách official, thay vì chỉ qua cái call không thôi. Và thậm chí là trong cái quá trình mà bạn họp, bạn nghe xong, bạn hiểu, rồi xong sau đó hết kết thúc cuộc họp rồi, bạn có cái thắc mắc gì bạn vẫn có thể hỏi lại họ, chứ đừng có cảm thấy hoang mang hay lo sợ hay là không dám hỏi. Mình có thể hỏi lại họ bằng nhiều cách, hoặc là gửi email, hoặc là chat. Lúc này chắc là nó tiện hơn cho các bạn, tại vì các bạn sẽ có thời gian để mà ghi ra được cái câu đó, và có thể khi mà họ trả lời các bạn cũng đọc được và dễ hiểu hơn ha. Cho nên có rất nhiều cách. Cái quan trọng là khi bạn không hiểu cái gì là phải hỏi, chứ không có chuyện mà không hiểu xong rồi giấu luôn, im luôn, rồi mình làm theo cách mình nghĩ, thì như vậy là nó sẽ không có tốt cho bản thân mình, và bạn sẽ cảm thấy mình càng ngày càng đi xuống, và sẽ cảm thấy là à, cái nghề này nó không phù hợp với mình gì hết trơn. Đó là hai cái lỗi đầu tiên mà Nam muốn giới thiệu với các bạn trong cái quá trình mình làm BA. Thì Nam nghĩ đây là cái lỗi mà phổ biến nhất, thậm chí là Na cũng đã mắc phải nhiều lần, cho nên là Nam muốn làm cái video về hai cái lỗi này đầu tiên, để mà giúp cho các bạn mình khắc phục những cái lỗi này nếu như mình đang có. Thì trong những cái video tiếp theo thì có thể là Na sẽ trình bày thêm một số cái lỗi khác và gợi ý cho các bạn các cách khắc phục.
Thì Na hy vọng là video ngày hôm nay đã hữu ích cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy thích thì đừng quên cho Na một like, share video này để cho bạn bè của mình cùng biết và subscribe kênh YouTube của Na nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay. Bye bye!